đang vô giống ở Đồng Nai nha. Cái này thì cái sàn thì mình quay cái này để mình khuyến cáo mọi người nha. Ví dụ như cái sàn mà ở dưới chân nó trống như nè, và mọi người phải có bạc ở dưới để che lại, hoặc là có rơm, hoặc là mình giữ cái nhiệt lại, chứ còn cái đèn, hướng đèn đi là nó sẽ đi xuống một cái, khi mình mở đèn thì nhiệt nó sẽ đi thẳng xuống dưới, là nó không có giữ cái gì để giữ nhiệt lại, nhưng ban đêm nó sẽ không, cái chuồng mình nó sẽ bị lạnh, lý do là nhiệt nó không có giữ được. Thì nhất là con phải có rơm ha, hoặc là ở dưới mình che miếng bạc ở dưới sàn chứ không phải trên sàn nha, mình giữ cái nhiệt lại, chứ không là cái nhiệt nó sẽ thoát xuống dưới và nó đi ra ngoài hết. Thì ấy sẽ khi mà con nhiệt nó thoát ngoài thì cái chuồng ấm của mình nó sẽ không có nhiệt, lúc đó dịch nó sẽ bị lạnh và nó dồn cục lại. Ở đây là cái lưu ý thứ nhất ha. Lưu ý thứ hai là cái đèn ấm của mình. Đèn ấm của mình thì 100 con thì mình sử dụng một bóng đèn 100W nha. Đó, và mình sẽ không có để thấp sát cái sàn về, mà mình sẽ kéo lên 5 tấc nha. 5 tấc. Đó, cao cỡ như vậy. Cỡ cái lưng bụng của mình là được. Ngang bụng mình là được. Mình không để thấp quá nha. Đó thì hai cái lưu ý nha. Hai cái lưu ý để mình ấm trên sàn. Và cái chỗ uống nước đó, chỗ cái máng uống nước thì bà con không có để rơm gần nha. Rơm ướt nó sẽ gây ra nấm. Rồi ba cái lưu ý mà khi mình ấm dịch trên sàn á, làm sao là cái sàn mình phải có cái gì để lót rơm hoặc là cái bạc để mình che ở bên dưới, mình giữ được cái nhiệt, không để nhiệt nó thoát ra ngoài nha. Nhiều người cứ nghĩ là câu đèn thì sẽ có đèn thì dịch nó sẽ ấy, nhưng mà mình quan trọng mình phải giữ được cái nhiệt. Ban ngày trời nóng hơn nó, ban đêm trời lạnh nó sẽ thoát cái nhiệt đi, rồi mình nó cái chuồng ấm mình sẽ không có nhiệt đâu. Mày cho nó cao lên tí nữa hả? Dạ, nó phải cao cỡ lưng quần nè. Rồi đây là mình tư vấn cho mình cái chuồng ấm nha. Quan trọng cái nhiệt là có đèn là có đèn, nhưng mà làm sao phải giữ được cái nhiệt lại. Nguồn giống mình mở ra tới chỗ nha. Ở đây là một cái vài lưu ý khi mình làm chuồng ấm nha. Dẫn là ấm nha. Đây là trại thứ hai ở Đồng Nai nha. Hôm nay mình vào. Thì cái chuồng sàn ở đây thì mình không cần phải lót rơm hoặc làm bạc gì dưới, lý do là ở dưới trần sàn nó kín rồi nha. Nè. Kín rồi và nó không có cao lắm. Tức là mình cũng không có cần phải lót rơm. Hạn chế sử dụng rơm trấu nha. Rơm trấu là cái nguồn lây nhiễm bệnh, đặc biệt là nấm và cái vi khuẩn gây hại rất là nguy hiểm nha, mình hạn chế nếu mà có thể. Chuồng này mình không cần phải làm cái điểm lót rơm hay gì hết, chỉ ấm trực tiếp sàn lưới thôi. Đèn thì ở đây thì chuẩn rồi. Mình học thì là 5 bóng đèn cho 500 con. Và xung quanh phải che kín lại nha. Quan trọng là cái chân sàn. Cái chân sàn mà nó đã kín như thế này rồi thì mình sẽ không cần phải sử dụng rơm, lý do là cái nhiệt nó không bị thoát ra ngoài. Cái nhiệt nó vẫn giữ lại được ở cái sàn, nên là mình không phải lót rơm. Còn nếu mà cái chân sàn mà nó trống á, thì cái nhiệt nó sẽ quy tắc, cái nhiệt nó sẽ đi từ thẳng từ trên xuống dưới, nên là nó sẽ thoát ra ngoài. Nó không giữ nhiệt trong chuồng thì lúc đó mình mới cần phải rơm hoặc là che bạc ở dưới chân sàn. Ở đây có cái máng ăn rất là tiện nè. Mình đi quay nhiều chỗ có gì hay mình sẽ quay cho một con xem để mình tham khảo á. Đó, máng ăn này vịt con ăn rất là tốt luôn, nó không bị đổ đâu mà. Ở chỗ người ta có cái cách rất là hay. Đó, vịt con của mình thì mình đóng thùng riêng chuyên biệt nha. Có cơ sở tên họ đàng hoàng nha. Cơ sở mình không có chống giả mạo nha. Bình hành mình giao hàng trực tiếp, không qua trung gian, không có qua trung gian nào nha, mà con lưu ý chỗ này nha. Con của mình thì nó khi mình thả ra thì nó sẽ rất là mạnh. Và cái chỗ này thì mình cũng thấy được cái đây có một cái bầy vịt đang nuôi giống khác nha. Thì chỗ này là sân chơi nè, cái sàn.
này là bầy vịt của trại bắt ở chỗ khác, không phải giống mình. Quay cho mọi người xem nha. Này tối em quay cái chuồng ấm khoảng 9-10 giờ em quay gửi anh coi cái nha. Thường thì mọi người lưu ý là buổi tối khoảng 9 giờ 10 đêm á, thì mọi người nên để ý nếu mà vịt nó dồn cục nó đè lên nhau là cái chuồng cũng bị lạnh nha. Còn nếu mà vịt nó tản ra như vậy là cái chuồng cũng đủ nhiệt. Nhiệt độ ấm là từ khoảng 34-35 độ là đẹp nhất nha. Cái khâu ấm là cái khâu quan trọng nhất mà mình khi nào mình đi mình giao vịt con mình sẽ cố gắng mình quay cho mọi người xem, mình để mình sẽ khắc phục những cái nhược điểm mà mọi người hay bị dính phải. Tại vì khi mà mình ấm đúng thì nó sẽ bảo đảm được cái đầu con và nó kháng bệnh tốt và nó ít xảy ra những trường hợp rủi ro là bệnh này nọ, là mình sẽ nuôi con vịt nó suôn sẻ hay không là do giai đoạn 10 ngày đầu mình ấm đạt tốt hay không, chuẩn cái chuồng ấm là được. Rồi chào mọi người nha.